Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trên truyền hình cơ sở của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Điện Biên Đông. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua công tác giảm nghèo bền vững luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Điện Biên Đông đặc biệt quan tâm đầu tư thực hiện. Nhờ vậy, các chương trình xóa đói giảm nghèo đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Dự kiến hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm từ 55,34% năm 2018 xuống còn trên 50% và đạt 100% kế hoạch tỉnh giao. Có được kết quả này, không chỉ có sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương mà cả sự cố gắng vươn lên của người dân. Ghi nhận sau của phóng viên này chúng tôi, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xác định công tác xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Từ năm 2016 đến nay, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, Điện Biên Đông đã thực hiện hỗ trợ sản xuất cho trên 5.000 lượt hộ dân với tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng. Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng của huyện như Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trạm Khuyến Nông, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân đã triển khai nhiều mô hình khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật để các hộ nghèo có hướng mới trong làm ăn, phát triển kinh tế. Là huyện thuần nông nên phát triển nông nghiệp vẫn là hướng đi quan trọng nhất trong chiến lược phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo bền vững của Điện Biên Đông. Trên cơ sở những tiềm năng lợi thế sẵn có, các đơn vị chức năng và chính quyền các xã thị trấn đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa các loại cây con giống cho hiệu quả kinh tế cao và trồng trọt chăn nuôi. Từng bước thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Các đơn vị chức năng như Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trạm Khuyến Nông, Khuyến Ngư thường xuyên chủ động cử cán bộ xuống các bản, hộ gia đình, hướng dẫn cho bà con các kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trị bệnh cho các loại cây trồng vật nuôi. Nhờ đó, nông nghiệp Điện Biên Đông thời gian gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt toàn huyện tăng qua từng năm. Chăn nuôi tiếp tục tăng trưởng và phát triển ổn định, với tổng đàn gia súc đạt trên 95.000 con, gia cầm đạt gần 180.000 con. Một trong những biện pháp giảm nghèo hiệu quả đó là tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất tại việc làm. Đến nay, huyện Điện Biên Đông đã có trên 1.500 lượt hộ nghèo, cận nghèo được vay nguồn vốn ưu đãi từ các chương trình dự án chính sách hỗ trợ giảm nghèo với số tiền trên 300 tỷ đồng. Trong đó, 2/3 số vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đồng hành cùng người nghèo. Từ các nguồn vốn trên, huyện đã chỉ đạo các địa phương tập trung tổ chức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo nhóm hộ về giống cây trồng, vật nuôi giúp người dân nâng cao giá trị sản xuất. Trong cái quá trình triển khai, chúng tôi sẽ lấy ý kiến từ người dân trước là nhu cầu của người dân sẽ hưởng lợi, sẽ sử dụng những cái gì. Sau đó chúng tôi sẽ triển khai theo cứ từng bước như thế. Sau này cả chương trình, trong những năm rồi chương trình dự án 30A-135 thì cái vốn của nhà nước đầu tư chúng tôi sẽ đưa trực tiếp vào cho người dân, đưa trực tiếp tiền cho người dân để người dân trực tiếp mua cái con giống ở địa phương, mua tại chỗ mà người dân đã tự chọn, tự đi mua lấy. Mà cái hiệu quả bây giờ này nó cũng rất là cao. Có được kết quả trên là do huyện Điện Biên Đông đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện đăng ký cam kết vươn lên thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, các cấp và các ngành tiếp tục rà soát tổng thể các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới đang thực hiện trên địa bàn huyện để xác định những chính sách phù hợp. Qua đó, đề xuất điều chỉnh theo hướng mở rộng các chính sách kích thích sản xuất, kích thích thoát nghèo để người dân khắc phục tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Huyện tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo làm cơ sở cho việc triển khai các chính sách giảm nghèo. Đặc biệt phải nắm được nguyên nhân nghèo và nguyện vọng của từng hộ nghèo để có giải pháp hỗ trợ cụ thể, sát thực giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Trong cái test hỗ trợ giảm nghèo năm vừa qua thì sang năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 năm 18 và năm 19 thì 49%. Và dự kiến năm 2019 tức là vừa điều tra vừa rồi thì là còn là 44%. Từ năm 2020. Cũng là từ cái nhờ được cái số đỡ giảm nghèo của thực hiện từ cái 5% thì
cũng có được đảng và nhà nước quan tâm để được các chương trình 1 ba lan 30 a hay gì về hỗ trợ giống cho bò cho bà con để nuôi. Cái thứ hai nữa là cũng vay nguồn vốn nhận ngân hàng chính sách xã hội để chăn nuôi châu bò theo cái nghị quyết 07 của huyện ủy về chăn nuôi, thì cũng thấy rằng bà con cũng đã giảm được cái tỷ lệ phần trăm. Chừng như những năm vừa rồi chúng ta giảm dự kiến trong năm 2010 sẽ còn 44% hộ nghèo. Bên cạnh đó, huyện Điện Biên Đông tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tiếp tục thực hiện công tác xuất khẩu lao động, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cứu trợ kịp thời các đối tượng xã hội bị thiên tai lũ lụt. Đồng thời phân công cán bộ của các cấp hội, đoàn thể theo dõi, giúp đỡ đoàn viên, hội viên nghèo, giám sát hộ nghèo, sử dụng vốn vay và các nguồn lực được hỗ trợ để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Công tác giảm nghèo ở trên địa bàn huyện Điện Biên Đông ấy, thì chúng tôi căn cứ vào cái tình hình thực tế của các hộ nghèo. Thứ nhất là xác định cái nguyên nhân nghèo. Nghèo do thiếu đất thì chúng tôi thực hiện các chương trình, ví dụ như là các chương trình vay vốn cũng như là các cái chương trình hỗ trợ về đất đai theo cái quyết định 75, theo cái quyết định 2085 về vay vốn ngành chính sách cũng như là các cái chương trình hỗ trợ của chính phủ để hỗ trợ về đất đai rồi hỗ trợ về dạy nghề, thì chúng tôi tổng hợp để chúng tôi thực hiện theo cái quyết định 2085 về vay vốn. Vay vốn hiện nay báo cáo đồng chí là chúng tôi thực hiện cố gắng làm sao cái mục tiêu của vay vốn đó là đảm bảo mức ở mức tối đa, và cái việc sử dụng vốn rồi đảm bảo đúng mục đích, rồi cái kiến thức trong cái việc sử dụng vốn là chúng tôi phải đào tạo nghề, ví dụ như chăn nuôi, ví dụ như làm các cái ngành nghề khác, thì chúng tôi phải đào tạo nghề làm sao phù hợp với cái đồng vốn của họ may và cái mục đích của họ, để làm sao các cái hộ gia đình đó vừa có tiền, vừa có kiến thức và vừa có công cụ lao động và các cái phương tiện lao động. Trong thời gian qua, các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn đã chủ động và từng bước phát huy tiềm năng, thế mạnh, khai thác phát huy lợi thế về đất và rừng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc biệt là tăng diện tích trồng cỏ voi, làm thức ăn phát triển chăn nuôi gia súc, thực hiện đăng ký mỗi xã một sản phẩm. Các sản phẩm dần tiếp cận được với vùng có điều kiện kinh tế phát triển. Các địa phương cũng đã liên kết đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giữa các vùng được quan tâm thực hiện. Với những kết quả đạt được, việc thúc đẩy kết nối phát triển kinh tế xã hội giữa vùng khó khăn với vùng phát triển đã từng bước được cải thiện, đời sống của nhân dân được nâng lên, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa bàn các huyện nghèo, xã, thôn bản đặc biệt khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 4 năm triển khai việc điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc viện bằng thuốc methadone ở huyện Điện Biên Đông, bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Qua đó góp phần làm giảm tình trạng sử dụng ma túy, vi phạm pháp luật, lây nhiễm HIV trong cộng đồng, cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người tham gia điều trị. Ghi nhận sau của phóng viên này chúng tôi, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Được tham gia điều trị methadone ngay từ đợt đầu, anh Cà Mạnh Hưng ở tổ 4 thị trấn Điện Biên Đông chia sẻ, là người nghiện ma túy nhiều năm nên anh đã làm khổ gia đình rất nhiều. Được sự tuyên truyền vận động của cán bộ thị trấn, hàng xóm, người thân trong gia đình và ngay chính cả bản thân cũng muốn thoát khỏi cái chết trắng, nên anh đã làm đơn để được điều trị. Bước vào điều trị, anh được cán bộ trung tâm chữa bệnh cộng đồng huyện làm thủ tục xét nghiệm, tư vấn, phát thuốc. Sau 2 năm uống methadone, bây giờ tinh thần anh đã tỉnh táo, thoải mái và sức khỏe ổn định, tăng cân. Đặc biệt, anh đã dứt hẳn, không sử dụng ma túy nữa. Trước đây cũng bị bạn bè lôi kéo nên cũng là một con đường nghiện ngập. Và sau này có cái chương trình hỗ trợ của nhà nước là được uống methadone. Thì bây giờ tôi cũng
quay lại và tái hòa nhập lại cộng đồng và quay lại con đường làm ăn thì gia đình và xã hội cũng được gia đình và xã hội giúp đỡ thì bây giờ tôi tái hòa nhập lại cộng đồng và làm lại con đường mới cho mình. Và hiện tại thu nhập hàng tháng của chúng tôi thì cũng nói chung là cũng đủ nuôi sống gia đình và bản thân. Đối với trường hợp của anh Lò Văn Triển, mặc dù năm nay mới ngoài 40 tuổi, nhưng ma túy đã để lại cho anh và gia đình rất nhiều hệ lụy. Kinh tế gia đình kiệt quệ, anh chia sẻ. Nghiện ma túy nên ngày nào anh cũng đốt của gia đình vài trăm nghìn đồng. Năm 2015, được sự động viên của gia đình và thấy nhiều người điều trị methadone hiệu quả tốt nên anh tự nguyện đăng ký uống thuốc. Cán bộ hướng dẫn tận tình chu đáo, sau 2 năm tuân thủ nghiêm các quy trình điều trị, đến nay đã cắt được cơn nghiện thuốc nên thấy người khỏe mạnh hơn, có thể đi làm theo các công trình xây dựng và tham gia phụ giúp công việc gia đình. Ngày trước thì xa cơ đỡ bước, uống hút heroin, xong có nhà nước có điều kiện đi uống methadone thì mới bỏ được cái heroin, giảm dần xuống mới bỏ được heroin. Bây giờ thì có sức khỏe mà cũng đi làm được như công trình ở bây giờ. Kinh tế với gia đình bây giờ cũng ổn định hơn ngày xưa rồi. Ngày xưa thì cái heroin thì con cái cũng không có ăn, không có mặc. Vâng. Bây giờ thì đi làm được rồi thì cũng con cái gọi là cũng ấm no. Trước đây nói chung là người ta nhìn mình mặc bằng một con mắt thôi. bây giờ là người ta cũng cười với mình rồi. Không chỉ riêng gia đình anh Hải và anh Triển mà rất nhiều nhà có người nghiện ma túy trên địa bàn huyện Điện Biên Đông đều bày tỏ vui mừng khi huyện có cơ sở điều trị methadone. Theo báo cáo hiện nay, trên địa bàn huyện Điện Biên Đông có hơn 400 bệnh nhân đăng ký điều trị. Trong đó đang duy trì điều trị cho gần 170 người nghiện ma túy và đưa ra khỏi phác đồ điều trị cho 30 bệnh nhân do đã cắt được hoàn toàn cơn nghiện. Để công tác điều trị đạt hiệu quả tích cực, Trung tâm Cơ sở Điều trị Methadone đã phối hợp với cán bộ y tế xã lồng ghép tuyên truyền tác hại của ma túy, các chất gây nghiện trong các cuộc họp, vận động người nghiện đến cơ sở điều trị bằng thuốc methadone. Đặc biệt khi người nghiện đến khám, được cán bộ y tế tư vấn khám sàng lọc, căn cứ số lần sử dụng ma túy của từng người để sử dụng thuốc methadone phù hợp. Có thể khẳng định, việc điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone giúp người nghiện giảm cảm giác thèm, giảm tần suất sử dụng các chất dạng thuốc phiện và được dùng bằng thuốc uống nên làm giảm nguy cơ lây nhiễm HIV. Tuy nhiên, đối với các huyện vùng cao nói chung và huyện Điện Biên Đông nói riêng, việc điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng methadone vẫn còn nhiều khó khăn bất cập. Nhất là địa bàn rộng, nhiều bệnh nhân hàng ngày phải đi cả chục cây số để uống thuốc. Đa phần bà con là người dân tộc thiểu số, trình độ học vấn hạn chế, do đó dễ bị lôi kéo, tham gia vào tệ nạn. Việc làm trái pháp luật như buôn bán, vận chuyển ma túy, ảnh hưởng phần nào đến việc thu dung bệnh nhân. Công tác quản lý tại việc làm cho người sau cai nghiện, sự giúp đỡ của cộng đồng, gia đình và xã hội còn hạn chế, tỷ lệ tái nghiện sau cai nghiện chiếm tỷ lệ cao. Việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone bước đầu đã có hiệu quả tích cực, nhưng chưa thực sự bền vững. Vẫn có tình trạng người nghiện điều trị methadone bỏ liều, bỏ điều trị hoặc dùng song song cả ma túy tổng hợp khác, gây ảnh hưởng đến việc kiểm soát, theo dõi điều trị cho bệnh nhân nghiện ma túy. Cái khó khăn lớn nhất là của cái sau khi mà bệnh nhân ra khỏi chương trình điều trị là sự quan tâm của chính quyền các xã và cộng đồng dân cư, bởi vì sau khi người ta đã ổn định về cái liều điều trị, người ta ra khỏi chương trình về gia đình thì cũng cộng đồng dân cư chưa có sự quan tâm để tạo công an việc làm, tạo điều kiện ổn định tâm lý để cho họ quay lại với đời thường của họ.
Để giúp người nghiện có cơ hội tiếp cận với chương trình điều trị các chất gây nghiện dạng thuốc phiện bằng methadone, cần tăng cường sự vào cuộc của chính quyền các cấp trong việc tổ chức tuyên truyền, vận động người nghiện, người nhà người nghiện, hỗ trợ người nghiện tham gia điều trị. Chú trọng các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe trong cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone. Đồng thời chuẩn bị điều kiện tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của người cai nghiện, nâng cao hiệu quả điều trị bằng methadone cho người bệnh, góp phần giảm số người nghiện và tái nghiện trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang truyền hình cơ sở của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Điện Biên Đông. Chương trình của đài chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.